Hello, cả nhà nha. Thì hôm nay mình muốn nói về cái khăn khô đa năng. Thì cái khăn khô đa năng này thì dạo ở đây là rất là nổi luôn trong những đứa chị em, thì gần như là ai cũng biết luôn. Thì là nó dùng để làm khăn lau mặt một lần rất là tiện, với lại hoặc là cắt nhỏ làm bông để trang cũng rất là ok. Thì trong những cái dòng khăn khô đa năng thì mình thấy cái loại này, cái loại gấu râu này, nó rất là nổi luôn, hàng Trung Quốc mà dùng rất là thích. Với bản thân mình cũng kiểu là mình sử dụng thử thôi, nhưng mà rất là phê các bạn ạ, 200 miếng dùng khá là nhiều và được tiện cái là mình lau một lần thôi xong rồi mình vứt luôn, đỡ phải giặt đi đấy. Và cái chất của nó ấy, thật sự nếu mà các bạn mua phải hàng chuẩn ấy, đấy thì nó là bằng sợi bông tự nhiên, cho nên là nó rất là mềm đấy, mình lau rất là mềm, rất là thích luôn. Nhưng mình đã mua phải cũng một hàng như này, bởi vì cái này là nếu mà theo mình tìm hiểu là vòng chia sắp đi thì mình đã thấy nó có hai loại các bạn ạ. Lúc đầu thì mình không để ý, nhưng mà mình bị dính cái hàng loại hai nha. Nó không phải là chất bông như này đâu, mà nó lau lên nó rất là đáp, bởi vì nó có pha ni lông và nó rẻ hơn khoảng 2 đến 30 nghìn đấy. Thì khi mà dùng cái loại đấy xong, mình thật sự là mình chỉ muốn vứt cái khăn đi thôi đấy. Cái khăn đấy thì chỉ dùng để lau bàn đồ này kia thôi, chứ lau lên cái mặt ta ráp ơi là ráp luôn, xong nó còn ra những sợi nhỏ nữa, chứ nó không chỉ như thế này. Cái này lau thì rất là mềm mà nó không bị ra những cái sợi nhỏ nhá, lau rất là sướng luôn. Thì mình đảm bảo là ai đã dùng cái loại này thì rất là thích, rất là kết đấy. Cho nên là mình khi mà phát hiện ra như thế, mình đã so sánh giữa hai loại. Hôm nay mình sẽ gọi là giúp các bạn phân biệt được loại 1 với loại 2, để khi mà mình mua, khi mà mình mua trên Shopee hoặc là các bạn ra các quán để mua ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn bề ngoài thôi là các bạn đã biết được nó là loại rộng hay là loại loại hị nối, thì mình đỡ mất cái tiền mua nó phí ấy. Đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ vào chi tiết để mình sẽ giúp các bạn phân biệt được hai loại hàng khác nhau như thế nào nhá. Đây, đầu tiên nói về cảm quan ban đầu nhé, thì mọi người có thể thấy là hai cái này nó gần như là giống nhau hoàn toàn, từ cái màu sắc in ấn các cái bố trí này kia nhá, rất là giống nhau luôn đấy. Nhưng mà nếu khi mà các bạn có hai cái ở cạnh nhau, cái này thì các bạn có thể soi thấy đấy, là cái chỗ logo này của nó khác nhau này, cái chỗ mặt in chỗ này, chỗ cái đậm cái nhạt khác nhau, với lại cái chỗ chữ số luôn này đấy. Các bạn có thể thấy một cái rất là này đấy, đây cái chỗ này cái chỗ này chữ to và cái chỗ này chữ nhỏ này, còn cái này là hai hai cái này thì gần như là bằng nhau, thì cái này lại chữ cái mã này lại chữ nó to hơn cái trên này đấy. Và cái chỗ này này, cái chữ này này nó sẽ bên này, bên hàng 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 hàng, hàng, hàng xịn thì nó sẽ mạnh hơn, còn bên này nó sẽ đậm hơn nhá. Nhưng mà cái này khi mà mình có hai cái thì mình mới so sánh được, thì mình sẽ không chú ý vào đấy, mà các bạn sẽ để ý vào cái này. Khi mà các bạn mua, các bạn chỉ cần nhìn cái là các bạn biết luôn là giấy nào hàng hàng chuẩn và cái nào hàng rợm nhá. Các bạn có thể thấy đây, cái logo của bên hàng rợm này, cái màu sắc nó khác hẳn với bên này luôn. Bên hàng thật nó có một đây nhá, cái chữ to này, nó có chỗ story này, này nó sẽ có cái đường màu vàng ở bên dưới này, còn cái này là không có nha đấy. Và tiếp theo và cái khác nhau gọi là ấy nhất, để các bạn có thể thấy cái lỗ treo nhá, cái này là cái lỗ treo ở bên trên, còn hàng chị thì nó sẽ là ba cái này nó sẽ bằng nhau đấy. Đó là những cái mà mình có thể phân biệt được khi mà các bạn mua hoặc là xem cái feedback ở trên Shopee, thì cái shop nào bán hàng hàng ngon lành và hàng rộng là các bạn có thể nhìn thấy ngay để đỡ tránh khỏi mua phải cái hàng 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 loại 2 này nhá. Thì đây, tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy đây, cái giấy loại 2 của nó. Đây. Đây nhá. Cái giấy loại 1. Đây. Các bạn thấy, có thể là nhìn thấy cái loại này rất là dày và cái loại này nó mỏng hơn, cảm giác như là mỏng hơn một lửa luôn ý đấy. Thì đến đây thì các bạn có thể đấy là chỉ nghĩ là nó có thể mỏng hơn thôi, nhưng mà thật sự là cái chất của nó khác hẳn nhau nha mọi người. Cái này này thì nó có pha ni lông, còn cái này là bông thật sự
Thì để chứng minh điều đấy mình sẽ làm một cái thí nghiệm này cho bạn xem. Đốt lại cho bạn xem. Thì đây nhìn này. Đấy đốt đến đâu các bạn có thể nhìn thấy không? Nó sun đấy. Đấy. Sun thành một cục luôn này. Còn cái này nhé, các bạn có thể thấy không? Còn cái này nhé, bén lửa và nó cháy như kiểu giấy thế, thế các bạn thấy không? Bắt đầu ác luôn ấy, kiểu sợi sợi bông vải ấy. Thấy nó rất là khác luôn, sờ đây là tan hết rồi, không hề có ráp luôn nhá, không hề ráp nhựa luôn. Đấy đây mình zoom kỹ lại các bạn xem nhá. Đây một cái là đốt ra toàn nhựa là nhựa này, một cái là ráp, được chưa? Nó khác nhau về chất nhá các bạn nhá. Đấy tiếp theo chúng ta sẽ đi thử về nước nhá. Thì độ thấm nước nhá, đầu tiên mình sẽ thử với cái hàng hàng rửa có nhựa này nhá. Thì bạn để nhìn thấy nha. Đúng không? À, nó vẫn khô ráp này, nhưng mà cái này thấm đến đâu mềm đấy luôn, mềm nhũn luôn. Đây nhá, cái này nó khó thấm hơn. Đây, các bạn có thể thấy đi, mình bóp vào luôn này mà nó vẫn kiểu là nó cứng ý, kiểu nó cứng ý. Còn cái này, còn cái hạt loại một thì nó rất là mềm, các bạn thấy không? Rất là mềm luôn. Mà không bị kiểu là không bị cái bông nó sổ ra ấy. Đấy. Còn cái này nhá. Thế bóp mãi nó cũng mềm này. Mà nước thì hết sạch rồi. Đấy cái này, đây bạn này đấy, cái bạn này thì rửa chỉ cần rửa một cái thôi là các bạn có thể thấy cái bông nó sổ, cái đường này nó sổ ra ráp, rất là ráp mặt. Còn cái này nhá thì các bạn phải rửa đến lần thứ hai thứ ba thì nó mới nhìn thế này thôi, nhưng mà nó rất là mềm và nó không bị sổ lông ấy, mình lau mà nó khó, không bị những cái lông nhỏ nhỏ ra ngoài đấy. Các bạn có thể thấy đây. Thật ra là làm cái này thì hơi khó nhìn một tí. Đấy nhưng các bạn có thể nhìn thấy này, hàng loại hàng 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 loại 2 này và hàng loại 1 này. Các bạn có thể thấy cái độ mềm mại của nó này, như mềm như giấy luôn ấy. Đấy, nhưng cái khăn mặt rất là mềm. Còn cái này nó đã khô cong rồi này bởi vì nó không thấm nước các bạn ạ. À. Còn cái này vẫn rất ẩm áp. Này, cái này thì nó ăn gần như mình bóp cái nó đã khô queo rồi này, bởi vì nó không có nước thấm ấy. Đấy. Thì qua cái thí nghiệm này thì mình mong là các bạn sẽ mua được cái hàng chuẩn chị nha. Bởi vì tiền bỏ ra nó cũng gần như nó cũng chỉ chênh nhau cũng 1-2 chục ấy, mà dùng cái này nó khác hẳn luôn, xuống cực luôn. Mà dùng cái này luôn nó rác mặt đứng mình, cái này cái nhà mình mang xuống mình lo bàn rồi không thể dùng được nữa các bạn, bởi vì lau mặt rất là rác. Bye bye, cảm ơn mọi người.